Chào mừng bạn đến với kênh nhà thuốc Trường Anh, kênh cung cấp thông tin dược phẩm, thực phẩm chức năng, tư vấn sức khỏe của Trường Anh Phan. Nội dung trong video này sẽ tìm hiểu về sản phẩm Lincom Yixin. E Quý độc giả thân mến, để sử dụng thuốc an toàn và hiệu quả, hãy tuân thủ đúng theo chỉ định từ bác sĩ hoặc tìm hiểu hướng dẫn sử dụng an toàn từ dược sĩ. Không tự ý sử dụng thuốc hoặc sử dụng thuốc bị chống chỉ định, vì điều này có thể gây hại cho sức khỏe nếu như bạn quan tâm đến thông tin về Lincomycin cũng như cách sử dụng sản phẩm thì hãy theo dõi hết video mà Trường Anh Pham chia sẻ dưới đây nhé. Thành phần: Lincomycin. Tá dược vừa đủ một viên. Dạng bào chế: viên nang cứng. Công dụng: những khuẩn nặng do các vi khuẩn nhạy cảm, những khuẩn xương, những khuẩn phụ khoa, viêm màng bụng thứ phát, áp xe phổi, Những khuẩn huyết. Mụn nhọt biến chứng và loét do những khuẩn kỵ khí. Cách dùng: Thuốc dùng theo đường uống, uống trước bữa ăn 1 giờ hoặc sau khi ăn 2 giờ. Liều dùng: Người lớn, 1 viên một lần, ngày 3 lần. Nếu rất nặng, 2 viên một lần, ngày 3 lần. Trẻ em, 30mg trên 1kg mỗi ngày, chia 3 đến 4 lần. Nếu rất nặng, 60mg trên 1kg mỗi ngày, chia 3 đến 4 lần. Dạng bào chế này chỉ phù hợp cho trẻ em trên 6 tuổi. Đối với trường hợp suy thận phải giảm 1 phần 3 đến 1 phần 2 liều thường dùng. Chống chỉ định Mẫn cảm với Lincomycin hoặc với các thuốc cùng họ với Lincomycin. Viêm màng não do Lincomycin ít khuếch tán vào dịch não tủy. Lưu ý khi sử dụng Người có bệnh đường tiêu hóa, đặc biệt có tiền sử viêm đại tràng. Người bệnh cao tuổi và nữ có thể dễ bị tiêu chảy nặng hoặc viêm đại tràng có màng giả. Thận trọng cho bệnh nhân dị ứng. Cần phải theo dõi định kỳ chức năng gan và huyết học đối với người bệnh điều trị lâu dài bằng Lincomycin và trẻ nhỏ. Khi phối hợp với các thuốc chẹn thần kinh cơ. Thận trọng khi sử dụng ở phụ nữ có thai và cho con bú. Chỉ sử dụng khi thật cần thiết và dưới chỉ định của bác sĩ. Tác dụng phụ. Thường gặp: buồn nôn, nôn tiêu chảy. Nhà sản xuất: Công ty Cổ phần Dược vật Tư Y tế Thanh Hóa. Hy vọng qua những chia sẻ trong video này của Trường Anh Pham sẽ giúp quý bạn đọc hiểu rõ hơn về sản phẩm Lincomycin, e đồng thời biết cách sử dụng Lincomycin e sao cho đúng và hiệu quả. Nếu có thắc mắc khác, hãy liên hệ tới bác sĩ điều trị để được tư vấn kỹ hơn nhé. Hãy là người tiêu dùng thông thái trong việc sử dụng dược phẩm để đảm bảo sức khỏe của chính bạn và người thân cảm ơn bạn đã theo dõi video nếu như bạn thấy video hay có ích và để cập nhật thêm nhiều thông tin về các sản phẩm dược phẩm mỹ phẩm cũng như các loại thuốc hoặc thực phẩm chức năng khác vui lòng nhấn đăng ký và theo dõi kênh nhà thuốc trường anh của trường anh pham